Em gì đây, gì đây? Ui giời, có bao giờ anh em tự hỏi là tại sao những cái loại súng mà shotgun VIP nó chỉ có 17.000 kim cương mà tại sao quả súng Five Scar này nó lại là 50.000 này chưa? Nó có chức năng biến hình không ạ? Mình cũng méo biết từ khi mà nó còn là có, mình nghĩ là bản PC có lâu rồi nhưng mà đến bây giờ mình mới biết là nó có khả năng tạo ra. Ui, ê, nhưng mà thì méo là mình chém đằng trước là chết thằng đằng sau ra. Ui, thì kiểu đầu to kiểu thấy kiếm đẹp quá tự lăn ra ngất anh em ạ. Ui ôi, nhưng mà mình phải nói thật là cứ mỗi lần mình chém cái chức năng đặc biệt, cảm giác mình phải ỉa được mấy bãi rồi các bạn, nó chậm lắm ý, nhưng mà được cái là nó có cái em thì có cái tia lửa ấy, chém cực kỳ là thấm luôn. Ok, so guys, chúc các bạn, mình là Linh đây. Như đã hứa thì hôm nay chúng ta sẽ được đến với Five Scar. Cái phiên bản này là được gọi là mình nghĩ là nó đắt nhất rồi. Đây là cái dòng súng đắt kim cương đắt nhất ở trong Truy Kích Mobi Trung Quốc. Và cái khả năng của nó thì nó có hai chức năng, một cái chức năng khá là nhỏ thôi, nhưng mà từ từ mình vẫn phải để kill con đứa con đã. Đây. Em để nhá. Em phải để cái góc HP kìa. Ok. Ôi giời ơi, không được ạ. À cái này phải bắn anh em ạ. Khi mà bắn ấy, tức là khi em bắn chết một con zombie hay là bất kỳ một của là kẻ địch nào đó ấy, thì anh em sẽ có khả năng là tăng tốc độ bắn lên nhá. Vốn dĩ nó đã còn là cực kỳ là nhanh rồi, nhưng mà anh em bắn được ấy, nó lại còn tăng tốc độ bắn lên nữa. Đây là cái khả năng phải nói là công thủ nó rất là vẹn toàn ở trong quả Five Scar này. Cực kỳ là đáng đồng tiền bát gạo với 50.000 kim cương. Mẹ thế nó chặn được mình kìa. Toàn rồi anh em ơi. Úi đã choi này. Ừ thằng kia cầm đã choi đúng không? À đù. Rồi anh em đừng quên cho mình cảm nhận nha. Không kịp rồi anh em ơi. Nhìn lên, nhìn lên. Đứng lại. Giời ơi. Lên top luôn anh ạ. Đúng một trận thôi. Úi dồi ôi. Thế là tính ra là nó sẽ có hai khả năng đặc biệt đấy nhá. Tăng tốc độ bắn này, khả năng cận chiến này. Và có một cái nữa là mình hơi bị tiếc cái là mấy FVP ở đây thường thường ấy, mình chỉ thấy là có con lợn này. Con này úp mặt vào sông quên này. Ờ, như thế nào? 3 ca máu một phát, ui mà có, sao con zombie được cào đau thế? Nhìn này, 4.000 mấy máu vẫn cào em ạ. Top luôn. Nó không có khả năng xem vũ khí nhá. Cái xem vũ khí mà mình thấy là anh em chỉ cần đứng im thôi, bởi vì là cái chức năng V của nó ở đây nó thành F rồi, nên là em cứ đứng im thì nó sẽ bị là biến hình ý, nhưng mà mất tội là không, ở đây không có, chỉ có con lợn ấy. Ui thành do cái con lợn ở đây là anh em có khả năng biến hình nhá, được phết. Ui đây rồi, bắn nhanh lắm anh ạ. Ui dồi ôi, đầu to này, đầu to này chết luôn kìa. Đầu to có khoảng hơn 10.000 máu này, anh em cứ liều liệu mà tính một phát chém gọi là chuột phải nhá. Chuột trái thì mình thấy nó chém rất là nhanh, đam khoảng tầm khoảng 600 máu. Còn khi anh em mà bật một phát thì phải căn thật là chuẩn nhá. Nó chém rất là lâu, nên là anh em mà chém hụt cái là ăn đòn với nhau ngay. Em phải cẩn thận một chút. Ui đây đây đây. Ui một phát chết luôn cái đầu to nhá. Ok mình sẽ thử cho anh em cái khả năng cận chiến của nó nhá. Về cái bản bắn thì nó rất là ngon rồi. Hôm trước mình cũng có review ở trong chế độ mà zombie đột biến ý. Phải nói cái khả... Ui ui sống đây anh em ơi. Ui quả đấy mình nhảy cuống lên đấy. Thằng méo là lại thành ngay anh em ạ. Nào mất hơi thanh rồi. Có đồ nhỏ ngon chưa kìa. Ok. Ui thế thì chịu nhá. Đây này anh em nhìn thấy cái hình viên đạn không? Có cái hình viên đạn đó. Khi mà anh em cứ giết một mạng thì anh em sẽ tăng tốc độ bắn lên. Thế qua từ từ. Cái chuột phải này anh em mà chỉ cần nhuận nhằm là ổn một tí thôi, là cái độ và sát thương của nó có hơn 1k máu mà, nên là nó phải ngang ngang với tầm khả năng cận chiến của shotgun ấy. Thôi hôm méo phải hôm nay đầu to nhá. Phải thật sự vừa đâu có đầu to, đừng hóa thành đầu to luôn, xịn thật sự. Mình còn đang tính là làm kiểu như là làm clip là chỉ cầm mỗi cái kiếm ấy, cái hình dạng mà kiếm lửa ấy để đi cận chiến thôi, nhưng mà có vẻ không ổn lắm ấy ạ, bởi vì zom đây nó rất là đông ấy, với cả là anh em rất khó kiểu chặn zom ấy. Ok. Ôi ô. Ôi ôi, địch cận chiến mình em ạ. Ui, cũng được đấy, biết chơi đấy. Em để cái góc phải màn hình ở góc trên ấy, cái góc gần cái vạch máu ấy, nó sẽ có một số cái chỉ số. Mình thấy nó là nhìn khá là lạ. Ui ôi, 2k rưỡi. Ui rồi ôi, hai chém anh ạ. Hai chém trước con đồ nhỏ. Ngáo ngơ này. Đâu rồi? Được phết nhỉ, được đấy, mình thấy là khá là khả thi.
Tầm này là kiểu đông đông giòm này, anh em cứ chém một phát cái gần đi một con giòm đấy. Thế mèo 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 được rồi. Có con vếu nữa. Ồ ồ con vếu đâu? Ờ rồi, mày có chạy. Chạy ngay không đầu xít. Đầu xít này. Chuột trái rất là nhanh và cái phạm vi chém của nó nghe để nó rộng ấy. Được phết. Nếu mà chắc cú thì cứ bấm chuột phải thôi. Đây đây đây. À ủa. À, bị chặn đường, chạy đâu. Ok ok ok. Ngó ai cơ? Ngó này thì 1k3 máu. Ui. Nhanh lên, nó sắp chết thôi. Có được khoảng 4k máu thôi anh em ạ. Một phát nữa. Chà, ai à. Mày đây. Ôi ôi, không chết kìa. Mình chém một phát vào đầu nữa rồi mà. Ôi tiếc thế. Ui ôi, mày bố thẩm du một lũ ở đây. Được em ạ. Mình nói chút. Ê, cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đấy? Ui dồi ôi. Nó xuống cận chiến mình luôn. Bọn này cái máu thật. Hiếm người như bạn. Đây này, nhìn chúng nó thẩm du này. Nhìn chúng chán không? Ui. Thấy hero kiếm thì còn 1k máu thôi anh em ơi. Từ từ. Hồi máu đã. Được, anh em là thích mình làm cái thử thách mà cầm kiếm lửa không? Đấy, kiếm lửa của Ska, Fire Ska này đi cận chiến zombie. Không được bắn. Ừ, tính ra cái thử thách đấy hay đấy em ạ. Chém đau vãi trưởng ra. Ê, thằng này nó không cho mình hồi máu em ạ. Đây rồi. Mày lên đây. Láo này một tát. Như đạo. Mày. Ui, gần chết tôi kìa. Mẹ, cái này tiếc thế. Bình tĩnh nha. Ờ, hôm nay mình mới được tặng cái gọi là thủy kiếm ấy. Thủy kiếm vĩnh viễn luôn. Ôi ôi. Thằng này có đuôi ấy. Mau đuôi anh em ạ. Ui, thoát luôn kìa. À, còn vếu nó lên đây này. Nó sẽ vòng qua đây cho mà xem. Ui ôi, xong. Ui, bạn tôi. Ôi, chạy đi không chạy đi. Ui, toang rồi. Ui, không chặn được zom kìa. Hề nhiều khi tìm zom khó bãi chữa. Đây. Ui, nó hồi sinh hết rồi. Ui, lúc thì không thấy con nào. Trẻ nhất. Ui, mình đúng em, cái quả skill này mình mới học được ấy. Nói chung là anh em phải nhanh tay một chút thì chúng ta sẽ có khả năng mà cơ bản chỉ có thể truy kích Bobby làm được thôi. Mày này đuổi tao này. Mày này Ui, con đầu to thứ mấy rồi anh em ơi. Chặt hết. Ôi, riêng đầu to cứ vào đây. Được thật sự. Cái này, cái sát thương của nó kiểu nó hơi chậm thật nhưng mà nó thấm ấy. Nên là nhiều khi kiểu, con nhiều khi do mình nghĩ là what the hell, tại sao mình lại chết. Thế méo nó máu mình cầm một khúc dài như thế này là nó méo nó cận chiến được mình. Cái này đúng kiểu hack luôn anh em ạ. Đàn to lắm luôn ấy. Ở nhà. Có cái đồ to lên đấy, lên lại tinh thần ngay. Do ở đây kiểu chúng nó kiểu cố gắng ấy, nó chè cối lắm. Một khi kiểu mẹ nó ghét thằng nào ấy, mấy thằng thẩm du kìa cứ bắn chết nó nhiều sao nó cứ bâu ở cái đoạn mà ở A đúng không? Ở cái khu mà hồi sinh ấy. Mình quên cái khu đấy ở trong Helpline là cái gì rồi. Đấy, chúng nó cứ bâu ở đấy thôi. Đâm ra tìm zom vào đấy, cứ vào chui vào đấy thì nó đã đông quá, anh em không thể chặn nó hết được ấy. Nào. Cận chiến luôn chứ còn gì. Ôi trượt kìa. Cái này cận chiến bao xa nhá. Ôi thế méo nào. Tôi chết rồi. Zom đây cào ảo vãi cứt ra ấy. Mình nói thật. Thế méo là mình đứng xa thế mà nó cào được chứ. Nhanh lên. Ui. Thật là cầm hồn gì. À. Mình cứ tưởng cầm nó cầm đét cho cơ. Vẫn kịp. Đâu rồi. Cố lên 6 giây. Ui. Chết rồi. Ok, cái nhảy kìa. Ok. Một cận chiến. Ôi. Giây cuối cùng em ạ. Giây cuối cùng mình vẫn được cận chiến này. What the. Được thật sự. Hôm nay được gọi là. Hôm qua có bảo anh em phù hộ cho cái xưởng Uranium ấy. Mình vẫn chưa quay đâu. Nhưng mà hôm nay mình đang tính là livestream để gọi là quay cùng cái xưởng đấy để hy vọng được quả Death Pastel.
cái quả súng hải tặc đấy nó mạnh lắm luôn ấy, mới thuật bắn phê cực, cận chiến, xong rồi cái khả năng kéo của nó ấy, nó nhanh hơn nhiều so với cái bản máy tính cơ. Áo ước một đợt một lần được cái là quay được cái quả uranium súng hải tặc, nghe thôi đã thấy cái kích thích rồi nhỉ. Okay, hiệp thứ 6 này. To có 8 chấm điểm cơ. Mình hay chơi kiểu linh tinh em ạ, bởi vì là cái kiểu như là dom ấy, cứ thường thường chúng nó sẽ được vài trận chúng nó thoát ấy, nhưng mà được cái trận này nó lại đông này. Con này chơi khứa là khắm lắm. Ui giời. Ý, chạy đi đâu em ơi. Cái chiến nào, cái chiến nào, cái chiến phê vãi. Bởi vì là cái biến hình của nó cũng nhanh nhỉ. Cái thao tác của nó không quá rườm rà ấy. Bấm kiểu bấm V cái là nó biến luôn. Rất là ok. 50.000 kim cương nó phải khác chứ anh em. Hello, đấy. Nhìn này, nhìn dom rất là đông nhá. 16 mạng mà. Đây, đi nãy giờ không thấy một con dom nào luôn đấy, mình thề. Trốn à? Ơ, à đây rồi. Ui, tìm bạn vất vả quá. Ôi chết mẹ luôn kìa. Rồi, hôm nay cũng là ngày cuối tuần nên là chúc em xem video có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Còn anh em là đang xem công chiếu chưa like thì nhớ like giúp mình nha. Cảm ơn anh em. Mình đang cố gắng tìm dom đấy mình. Hơn chục con dom mà không thấy một con nào luôn đấy. À đây rồi. Thấy thằng này chạy là có biến rồi này. Ôi dồi ôi, chạy ngay các bạn. Thấy Ska, phải Ska cái là chạy mất dép ngay. Bắt đầu mình cứ tự hỏi là tại sao cái khẩu súng này ống nó nhọn thế. Hóa ra là nó để cận chiến. Ôi không chết kìa. Ui.